a secret chord that David played, and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift. The baffled king composing hallelujah. Oh.
Thank you.
và nhìn giữ con. Xin Chúa tỏ nhan thánh Chúa cho con và thương xót con. Xin Chúa ghé mặt lại cùng con và ban bằng yên cho con. Họ sẽ kêu cầu danh ta trên con cả Israel và ta sẽ chúc lành cho chúng. Thank you.
Chúa chị em. Khi các mục tử đang đi ngồi và đến thần Bethlehem và gặp thấy Maria, Giuse và Mary đang sinh nằm trong mâm họ. Khi thấy thế họ đều lên trời đáp lại về ngày như này và tất cả những người đều nghe tin về điều các mục tử thuật lại cho họ. Còn Maria thì nghe đến tất cả những sự điều đó và suy nghĩ trong lòng. Những mục tử trở về, họ tung hô các lời Chúa về tất cả mọi điều họ đã nghe và đã xem thấy đúng như lời đã ban cho họ. Khi đã được làm mẹ, không phải các vị cho con trẻ thì người ta gọi tên người là Giêsu, tên mà các thiên thần đã gọi cho khi con trẻ được đặt trong lòng mẹ. Đâu là kính thưa quý ông bà, lịch sử nhân loại ghi lại cho chúng ta thấy những cái mốc thời gian mà con người đã sống qua, thời cổ đại, trung cổ, rồi cận đại, bây giờ là hiện đại. Dù là thời nào thì chúng ta cũng thấy có những cái khó khăn, bất an, đau khổ, chiến tranh loạn lạc. Nếu như nói ngày xưa con người không có trình độ, chỉ sống bằng bạo lực, tranh giành quyền lực, cách này cách khác để mà đoạt chồng, thì chúng ta thấy cái điều đó nó đã đạt rồi. Nhưng còn thời hiện tại thì làm cái sao chúng ta chưa tính từ thế kỷ cuối thế kỷ 18 cho đến hiện tại bây giờ là chúng ta đang sống trong cái thời gian gọi là công nghệ 4.0, một cái thời gọi là đỉnh cao của kỹ thuật số, công nghệ và vật lý. Thế nhưng mà trong cái thời của chúng ta đây, chúng ta có thấy được cái sự biến đổi một cách cụ thể hôm nay là đầu năm mới. Xin các bạn chị em quay ngược thời gian một năm vừa rồi, chúng ta có thấy những cái bất an ở cho trên thế giới và ở trong trên cuộc sống của chúng ta. Bất an chiến sự giữa Nga và Ukraine, bất an ở ngay quê hương của Chúa Giêsu giữa Palestine và Israel, chiến tranh cứ leo thang làm cái bao nhiêu con đường phải gục ngã vì sự ganh ghét, vì lợi ích nhóm. Cho nên chúng ta thấy cái sự bất an đó nó đang dần dần chiếm con người của chúng ta thật nhiều bạn trẻ. Còn nhìn tại đất nước của chúng ta thì sao các bạn trẻ? Năm nay gặp ai cũng mếu máo, cứ chăng con mất việc, bây giờ thất nghiệp, cứ chăng gia đình con có những chuyện xào xáo, bởi cơm áo gạo tiền, bởi giáo dục con
và chính nghĩa đó hướng bạn chị em ngày đầu năm hôm nay. Giáo hội của chúng ta mừng lễ mẹ và mẹ Thiên Chúa, đồng thời cũng mời gọi chúng ta cầu nguyện cho sự hòa bình thế giới. Các tin trong cái tâm tình của ngày đầu năm hôm nay xin được đọc cho các bạn chị em nghe về sứ điệp hòa bình mà Đức Thánh Cha Giáo Phi Francisco đã gửi cho toàn thể dân Chúa trên toàn thế giới với cái chủ đề trí tuệ nhân loại và hòa bình. Cầu thay nguyện giúp cho chúng ta vì ở trong những mẹ
do đó cái tâm định của ngày đầu năm hôm nay là ngày mà chúng ta xin tặng Chúa về những lời lành cho ban chúng ta, đồng thời chúng ta xin Chúa ban cho chúng ta sự bình an. Cái sự bình an cần thiết nhất đó là chúng ta có đủ cả trí tuệ, tâm hồn và cả đời sống tinh thần của chúng ta để quy hướng về chính Thiên Chúa là một mình, chính Thiên Chúa ở đây đến Jesus Kitô đấng đã làm người để chúng ta làm con Thiên Chúa. Và khi chúng ta làm con Thiên Chúa thì sự bình an và hạnh phúc và đời sống viên mãn sẽ luôn hiện diện trong đời sống của chúng ta. Về giá trị của bản trên, chúng ta qua mẹ, chúng ta đến với Chúa, chúng ta qua mẹ, qua chính chặt mỗi bên tôi. Và nếu sự của chúng ta nhận được mẹ bên con là một phúc âm thu nhỏ để chúng ta từ nay chúng ta sẽ nối duyên với chính Chúa Giêsu, và nơi Chúa Giêsu chúng ta sẽ tìm sự bình an và tâm hồn của chúng ta sẽ thảnh thơi và bằng được mọi điều may lành chính Thiên Chúa mà chúng ta. Và chúng ta xin Chúa qua lời truyền cầu đến mẹ ban ơn lành của sẽ chúng ta để trong năm mới này chúng ta sẽ trải nghiệm được sự bình an trong tinh thần và trong chân lý qua những cách thức mà chúng ta thể hiện bằng khối óc, con tim và lòng mềm của chúng ta đối với Chúa là Thiên Chúa của chúng ta. Thiên Chúa trời là trái tim tân hôn những thiên trời.
dâng lên Chúa những nguyện tín của mình qua lời truyền cầu của Đức Mẹ. Xin Chúa
Thank you.
Kính thưa quý tu sĩ, quý ông bà cố, quý chức hội đồng mục vụ và toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Hôm nay, ngày đầu năm dương lịch 24, đặc biệt giáo hội mừng kính Đức Maria là mẹ Thiên Chúa, cách riêng là bổn mạng của giáo họ mẹ Thiên Chúa chúng con. Con xin được thay lời cho cộng đoàn giáo họ, trước hết dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ tri ân vì Ngài luôn mang luôn ơn lành phồn sáng xuống trên chúng con. Chúng con xin được cảm ơn quý cha, quý cộng đoàn đã cùng hiệp thiên thánh lễ để cùng nguyện cho giáo hội chúng con trong ngày lễ của ngày hôm nay. Xin cộng đoàn nhận một tràng pháo tay thật lớn thay lời cảm ơn quý cha. Kính thưa quý vị và cộng đoàn, Đức Maria là mẹ Thiên Chúa, mẹ đã được Chúa chọn sinh ra trong cơ thể, đó là thần thánh cao cả mà Thiên Chúa ban cho mẹ. Trong suốt hành trình trên thiên thế, mẹ đã từng tình nuôi dưỡng Chúa Giêsu trong tình thương yêu thương, trong sự khâm phục siêu văn, và mẹ cùng đồng hành với Chúa Giêsu trong sứ mệnh cứu độ nhân loại. Vâng. Tôi mong là